phát hiện loài người mới có đuôi từng giao phối với tổ tiên chúng ta. Một loài hoàn toàn mới của chi người đã được xác định thông qua hài cốt ở Siberia và cả trong dòng máu loài người hiện đại. Nghiên cứu gây sốc vừa được công bố bởi một nhóm các nhà khảo cổ học, nhân chủng học và di truyền học đa quốc gia, mô tả chi tiết về loài người có đuôi Homo aprilensis. Công trình dựa trên những mảnh xương hóa thạch có niên đại khoảng 50.000 năm được khai quật trong một hang động ở Siberia vào tháng 4 năm ngoái. Hóa thạch bao gồm một phần xương chậu, xương đùi, xương cụt và một mảnh hàm dưới. Ban đầu các hóa thạch được cho là của tổ tiên Homo sapiens chúng ta, nhưng sau đó phân tích DNA cho thấy đó đúng là con người, nhưng thuộc một loài khác. Theo Ancient Origin, loài mới được đặt tên là Homo aprilensis, cùng chi người Homo với chúng ta. Trong DNA của họ có dấu vết di truyền của hai loài khác là Denisovan và Homo sapiens, cho thấy ba loài đã có sự giao phối dị chủng vào một thời điểm nào đó. Homo aprilensis có dấu vết rõ ràng của một chiếc đuôi nhỏ. Tuy nhiên, theo giáo sư John Bennett, người đang giảng dạy tại khoa khảo cổ học Đại học Sheffield, Anh và là giám đốc trường Anh Quốc tại Athens, Hy Lạp, một trong các tác giả chính của nghiên cứu, một phần thừa của cơ thể còn tồn tại như tàn tích cổ xưa của quá trình tiến hóa là điều bình thường. Nó cũng tương tự ruột thừa hay răng khôn ở người hiện đại. Chính bào thai loài người hiện đại cũng có đuôi trong khoảng 4 phần đầu tiên, sau khi bị cơ thể hấp thụ và để lại dấu tích là xương cụt. Với Homo aprilensis, bào thai không hấp thụ hoàn toàn chiếc đuôi mà giữ lại một phần nhỏ khi cơ thể ra đời. Đây là loài đầu tiên của chi người sở hữu chiếc đuôi. Dấu vết của chiếc đuôi đã được phát hiện từ một năm trước khi hài cốt mới được phát hiện, theo Science Times. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy họ và tổ tiên Homo sapiens chúng ta giao phối với nhau được công bố lần này thực sự gây sốc. Theo các tác giả, đây là phát hiện quan trọng nhất liên quan đến nguồn gốc loài người trong 100 năm qua. Đây mới là những kết quả nghiên cứu giai đoạn đầu. Họ đang tìm hiểu một số vấn đề khác như loài này đã tuyệt chủng khi nào và như thế nào, dự kiến công bố những kết quả tiếp theo vào ngày 1 tháng 4 năm sau.